Đây là hình ảnh khi chúng ta sử dụng cái led treo màn hình nha các bạn. Các bạn thấy không? Rất là sáng đúng không ạ? Phòng mình thì tắt điện tối om rồi. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh thử cái chế độ RGB khác nha. Đây là cái chế độ nó đang nhấp nháy, mình sẽ đổi sang kiểu khác. Đó. Khi mình đổi cái thì bắt đầu nó sẽ chạy một lượt trông rất là đẹp ạ. Đó, nhấp nháy kìa. Do mình đang cầm ở trên tay nên nó hơi rung, các bạn thông cảm nha. Mình sẽ tăng giảm thử cái độ sáng cho bạn coi này. Đó. Rất là mượt mà các bạn. Cái này làm đèn ngủ thì thôi rồi. Rất là sáng đúng không ạ? Mình chuyển thử sang cái chế độ ánh sáng trắng nha. Ánh sáng trắng này. Đó, đây là ánh sáng trắng các bạn. Quay này là ánh sáng vàng. Đó, cái dải nhiệt độ màu rất là rộng các bạn. Bây giờ mình sẽ test nhanh cái đèn RGB ở trên này cho bạn coi nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái chế độ nháy theo âm thanh này. Mỗi khi nó có cái âm thanh đó thì cái đèn này nó sẽ nháy này, các bạn thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? Đó, nó nháy theo cái hiệu ứng trông cực kỳ xịn sò các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển chế độ nha, chuyển chế độ khác này. Đó, khi đổi chế độ các bạn thấy không? Đây là cái chế độ đổi màu từ từ các bạn. Đó, màu sắc cực kỳ đẹp các bạn. Cái này nó hắt lên tường thì quên sầu đi, trông rất là đã luôn. Mình đổi chế độ khác này. Đó, nó chạy về một lượt xong nó chạy lên các bạn. Đó, đây cái chế độ kiểu nó đổi nhấp nháy dần dần các bạn. Trông rất là đã đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tăng giảm cái độ sáng cho bạn coi nha. Đây là cái độ sáng cao nhất các bạn này. Mình sẽ giảm dần đi này. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái độ sáng thấp nhất. Độ sáng thấp nhất nhưng mà nó không hề có PWM như các bạn. Cực kỳ ngon ở cái chế độ này, các bạn thấy không? Mình đang lựa chọn hai cái nét luôn các bạn. Nó sẽ hiển thị là cái màu vàng và cái màu trắng nó xen kẽ nhau này. Nó trộn lẫn vào nhau, nó sẽ tạo ra cái màu vàng các bạn. Mình có thể chuyển qua lại này, mình sẽ đổi này. Đó, mình giữ này, bây giờ nó còn nét trắng các bạn. Đó, còn mỗi nét trắng thôi. Rất là đẹp đúng không ạ? Đó, tắt. Mình đang gắn cái đèn treo màn hình ở trên cái TV LG 49 inch các bạn. Các bạn thấy cũng khá là vừa vặn đúng không ạ? Nó không bị quá nhỏ so với lại cái TV 49 inch và cái hiệu ứng ở trên màn hình kìa, cái hiệu ứng đèn RGB các bạn, trông khá là bắt mắt đúng không ạ? Ở vị trí này các bạn cũng đã thấy cái đèn treo màn hình của chúng ta nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là phù hợp với lại cái màn hình 24 inch các bạn. Và cái việc di chuyển này, việc di chuyển đó qua lại này rất là dễ các bạn. Thì nó sử dụng cái cơ chế trọng lực mà nó sẽ không dùng cái ngàm đấy, nó không kẹp vào gây hư hại cái tấm panel của cái màn hình các bạn. Chúng ta di chuyển cực kỳ dễ. Đó. Các bạn có thể dễ dàng thay đổi hay là di chuyển cái góc độ của nó. Còn cái remote đây. Cái remote này các bạn đặt ở giường đó, làm đèn ngủ luôn cũng được các bạn, cực kỳ đã. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái sản phẩm mới của mình. Đây là cái đèn treo màn hình các bạn. Cái đèn treo màn hình này nó có tác dụng là bảo vệ mắt nha các bạn. Cái mã sản phẩm là BWCML3. Còn đây là mặt sau của sản phẩm này. Đó, cái sản phẩm đến từ Blitzwork các bạn. Chất liệu của sản phẩm là nhôm này, ABS và cái nhựa PC. Điện áp hoạt động là 5V, dòng điện là 1A. Cái điểm mình thích nhất ở cái sản phẩm này đó chính là cái chỉ số hoàn màu nó rất là cao các bạn. CRI này các bạn thấy không? 97. Ánh sáng ban ngày thì có cái CRI này nó cỡ khoảng 100 các bạn. Đó, với chiếc đèn treo màn hình này cái chỉ số CRI rất là cao, lớn hơn 97. Bởi vậy thì nó sẽ gần với lại cái ánh sáng tự nhiên các bạn, rất là tốt cho mắt. Điểm thứ hai mình thích ở cái sản phẩm này đó chính là cái nhiệt độ màu các bạn. Cái dải nhiệt độ màu rất là rộng từ 2009 tới 6000K. Đó. Với những cái màn hình mà nó cũ một chút đấy, nó không có cái tính năng khử ánh sáng xanh đó, thì các bạn có thể điều chỉnh cái nhiệt độ màu có khoảng 4000K, nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều ánh sáng xanh các bạn. Hơn nữa thì nó còn có cái chế độ RGB này, RGB nó sẽ hắt lên tường trông rất là đẹp các bạn. Độ sáng của cái sản phẩm này là 500 lux, các bạn có thể quan sát cái bàn phím rất là rõ nha các bạn. Hai chế độ hoạt động này, đó. Music với lại hai cái kiểu ánh sáng, lát nữa mình sẽ cấp điện và mình chia sẻ cùng bạn nha.
Đây là cái điều khiển không dây các bạn. Cái sản phẩm này thì nó nặng 515 gram. Cái chiều dài của sản phẩm đó thì là 55 mm các bạn. 550 mm, 55 cm thì nó sẽ vừa khít với lại cái màn hình 24 inch các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. Đấy là những cái thông tin nhanh của cái sản phẩm. Đây là đóng gói của sản phẩm các bạn. Thấy không? Đóng gói của Bluewarp rất là đẹp các bạn. Đây chúng ta có cáp sạc này. Trên này nó còn có cái xốp để bảo vệ đó các bạn. Cực kỳ xịn sò, mình sẽ bỏ lần lượt các cái sản phẩm ra. Chúng ta được tặng kèm một cái viên pin các bạn. Cái viên pin này để cho cái remote các bạn. Viên pin của Panasonic CR2450, điện áp là 3V. Để nó ra đây. Cái viên pin này viên pin dự phòng các bạn, trong cái remote thì nó có pin rồi. Đây là cáp các bạn. Theo thông số của nhà sản xuất đó thì cái cáp này nó dài 1,5 mét các bạn, chất lượng rất là tốt. Cầm rất là chắc chắn các bạn, rất là dài. Cáp tai C. Mình sẽ bỏ cái này vào đây đã. Lát nữa chúng ta sẽ ấy. Bạn thấy không, đóng gói thiết kế này, có cái phần này, đó. Nhấc lên, đó. Cực kỳ xịn các bạn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này, để coi nó có gì nha. Đây là một cái thẻ bảo hành các bạn. Nói chung là thiết kế không có điểm thừa, bạn thấy nó nằm khít ở đây đó, rất là cao cấp. Coi nào, đó, hướng dẫn sử dụng thì được viết bằng các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật, rất là nhiều ngôn ngữ để chúng ta có thể tham khảo các bạn. Rồi, cái này nó cũng không có gì các bạn, cái chế độ hoạt động hướng dẫn thôi, lát nữa mình sẽ chia sẻ kỹ hơn của các bạn nha. Đây, đây là cái cục remote các bạn. Cắt kim cương trông khá là đẹp. Để thay pin cho remote này, các bạn cho vào lòng bàn tay, các bạn xoay cái thế, đó, nó mở ra rồi này. Cái này các bạn có móng tay nó dễ hơn nha, không có móng tay hơi khó. Đó, cái viên pin chúng ta lắp như thế này. Cái cực dương thì nó hướng lên trên các bạn. Đó, lắp vào thì các bạn thấy, ở đây nó có các cái cạnh này. Đây này. Mình quay gần một xíu các bạn nhìn đây, đó, nó có cái cạnh. Các bạn đặt nó vào. Bao giờ nó xuống được thì các bạn xoay cái là nó vào đó như này, các bạn xoay ra chiều kim đồng hồ đó, nó cứ tích cái thế nào vào các bạn. Rồi đây là nhân vật chính của chúng ta, rồi mình sẽ bỏ này ra để cho nó gọn nhá. Đây các bạn này, quá đẹp đúng không ạ? Cái thiết kế của Bluewood này thì cũng rất là ok các bạn, mình rất là thích cái thiết kế này. Ở bên trong này này thì các bạn thấy nó có hai cái led, một led để cho ánh sáng màu trắng và một cái led để hiển thị cái ánh sáng màu vàng các bạn. Bởi vậy thì khi hai cái led này cùng hoạt động đấy thì nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ màu từ 2009 tới 6000K bạn, nó sẽ trộn lẫn hai cái led này vào với nhau. Nó sẽ có 100 cái led có cái kích thước là 2835 các bạn và 40 cái led có kích thước là 5050. Đây là 100 này. Còn phía này, cái led RGB là cái led có kích thước 5050 bạn. Đó, cái led này nó có nhiệm vụ hắt lên tường các bạn này. Khi các bạn gắn vào màn hình nhé, nó sẽ làm như thế này. Đó, nó hắt ngược vào tường. Trông cực kỳ đẹp các bạn. Rất là ấn tượng. Nhất là cái chế độ music của nó đấy, nó sẽ nhấp nháy theo nhạc các bạn. Với cái lựa chọn cong này này thì nó sẽ có lợi thế hơn là nó lắp được cho cả màn hình thẳng lẫn màn hình cong các bạn, trông nó đẹp hơn. Với lại mình cũng thích cái nét mềm mại của cái phần cong này. Đây là cái thương hiệu này. Ở bên đây có một cái biểu tượng của Bollywood thì phải các bạn. Đó, biểu tượng con cáo các bạn. Và cái chất liệu của cái sản phẩm này này, chất liệu vỏ này bằng nhôm các bạn. Đó, nhôm rất là đẹp. Hoàn thiện thì không hề có một chút ba vi nào trên sản phẩm các bạn. Rất là mịn. Và cái màu sắc của cái sản phẩm này nó là cái màu đen ngọc trai các bạn. Nó không hẳn là màu đen đó, đen ở chỗ này nó đen hẳn này, còn đây đen này đen ngọc trai nhìn rất là sang trọng ạ. Còn đây là cái bản lề trọng lực của máy. Đây. Đó. Bản lề trọng lực này thì nó sẽ có hai cái khớp đây các bạn. Khớp này thì mở ra được 180 độ này. Đó, các bạn sẽ để được ở rất nhiều cái vị trí khác nhau này. Còn cái chỗ này thì nó sẽ cho phép chúng ta gập một cái góc tối đa là 25 độ các bạn. Đó. Nó sẽ hạn chế tình trạng các bạn để cái đèn nó quá cao ấy, nó sẽ chiếu thẳng vào mắt gây khó chịu.
Cái này thì các bạn có thể dùng làm đèn ngủ được luôn nha, nó rất là đẹp. Để cắm điện đó thì các bạn thấy không? Ở phía mặt sau này nó có một cái cổng USB-C này. Bây giờ mình sẽ cắm điện nha. Đó. Cái này nó có công suất là chỉ 5W thôi các bạn, nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng với lại sạc dự phòng nha. Đây, mình có cục sạc dự phòng này. Có cái dây này rất là dài các bạn. Dây dài cắm đâu cũng được, rất là thuận tiện. Cái này mà đi cắm trại mình mang theo mình sử dụng làm cái đèn ở trong lều cũng đẹp luôn như các bạn. Bấm một lần để bật này các bạn này. À phải cấp điện đây đã. Cái cục sạc dự phòng này nó không ấy. Đó các bạn thấy không? Quá đẹp. Mình sẽ quay lên trên một xíu này. Đó, cái mặt sau các bạn. Cái mặt sau là ánh sáng RGB các bạn. Đó, đang nhấp nháy kìa. Để điều chỉnh cái độ sáng đó thì các bạn xoay này này. Đó, các bạn thấy không? Cực kỳ cao cấp các bạn. Các bạn thấy trên màn hình đúng không ạ? Nó không hề có một chút cái sóng nào các bạn. Đó, nó điều khiển bằng cái dòng điện chứ nó không sử dụng PWM. Nó sẽ không gây hại cho mắt các bạn. Đây, xoay để tăng độ sáng này. Độ sáng tối đa 500 lux. Cảm giác xoay khá là thích. Đó, sáng trắng luôn. Đó, đây là thấp nhất. Còn để điều chỉnh cái nhiệt độ màu ấy thì chúng ta sẽ giữ này, giữ xong xoay, giữ xoay thì giữ này xong xoay này, đó. Giữ xoay các bạn thao tác bằng một tay cũng được. Thao tác hai tay thì nó sẽ nhanh hơn. Giữ xoay này, đó. Các bạn thấy không? Cái led vàng này bắt đầu nó bật này. Chấm cái nó tắt mất. Đó, cái led màu vàng nó bật này, nó sẽ trộn hai cái nét vào với nhau thì nó sẽ ra được cái nhiệt độ màu trung tính nha. Đấy, xoay này. Xoay hết lại, đó. Cái màu vàng nó tắt rồi các bạn thấy không? Nó chỉ còn cái màu trắng ở đây thôi. Còn để điều khiển cái led ở trên này này các bạn này. Cái led này này. Đây. Để điều khiển cái led này thì chúng ta sẽ giữ chặt ở đây. Đó. Nó chạy một lượt các bạn. Mình sẽ cầm đây các bạn nhìn nó rõ này. Đây. À thế nó không nhìn hết được. Đó các bạn thấy không? Cái màu sắc nó thay đổi kìa. Rất là đẹp. Các bạn sẽ kích đúp này. Đó. Lướt một lần nó quay lại. Cái đúp thì nó sẽ chỉnh qua cái màu sắc khác nhau các bạn. Đây mình để đây thì các bạn nhìn thấy dễ hơn này. Nó sẽ chiếu vào trong cái màn hình. Đó. Còn kích đúp này. Nó sẽ chạy một lượt. Bây giờ nó sẽ chạy trong cái âm thanh các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái âm thanh cái này nó sẽ nhận âm thanh này và nó sẽ thay đổi cái màu sắc. Đó. Mình đang nói thì cái màu sắc nó thay đổi các bạn này. Quá là ngon đúng không ạ? Đó, độ sáng này. Bây giờ mình sẽ gắn lên cái màn hình để các bạn thấy nha. Đây, các bạn thấy không? Nó có một cái viền ở đây này các bạn này. Có cái viền này thì cái ánh sáng nó sẽ hạn chế, nó không hắt vào cái màn hình các bạn. Đó, nó sẽ giúp cái trải nghiệm nhìn của chúng ta nó tốt hơn. Nói chung là về thiết kế thì không có điểm nào chê cái sản phẩm này các bạn. Còn gắn lên thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn đặt vào đây cái, thì nó sẽ tự vào các bạn. Đó, đặt đây này. Nó tự dính vào luôn các bạn. Mình xoay cái điện thoại ra một xíu nha. Đây, ok rồi. Các bạn thấy không? Đó, quá đẹp. Nó tự dính vào đây, các bạn có thể điều chỉnh mở góc mở này. Đó. 25 độ tối đa luôn các bạn, nó sẽ không lên được nữa. Tránh trường hợp cái ánh sáng nó chiếu vào mắt chúng ta. Đó. Chỉnh xuống. Và cái ánh sáng nó không bị hất vào cái màn hình này các bạn. Mình sẽ tăng cái độ sáng như các bạn thấy nha. Đó, ánh sáng cực đều cực đẹp các bạn. Mình cũng không ngờ là cái màn hình cong nó lại cái thanh này này, cái đèn treo này này, nó cong nó lại rất là vừa với cái màn hình 24 inch các bạn. Lúc đầu thì mình cũng không hình dung ra đâu, mình nghĩ là nó sẽ kiểu dài hơn quá nhiều ấy, nhưng mà do nó cong, nó cong thì nó rất là vừa các bạn. Với lại mình thích cái cong này, vì cái cong này thì cái ánh sáng đấy, đoạn này, này nó chiếu ra ngoài này, mình có đọc sách thì nó cũng dễ hơn các bạn. Hơn nữa thì mình nhìn cái bàn phím cũng rõ hơn và nó hạn chế tình trạng ánh sáng nó chiếu vào cái màn hình các bạn. Đó, tắt thì các bạn bấm cái nút trên cái remote bấm lần nó tắt. Đó, tắt nó cũng tắt từ từ các bạn, nó cứ đi minh ấy. Đó, nó lên từ từ, nó tắt từ từ. Quá là ngon luôn ạ. Rất là đẹp. Mình quay xa một xíu nha. Quay xa xíu bạn nhìn nó rõ hơn này. Đó. Bạn thấy không? Cho vào trông nó sang chảnh hẳn lên. Ở vị trí này các bạn cũng đã thấy cái đèn treo màn hình của chúng ta nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là phù hợp với lại cái màn hình 24 inch các bạn.
Và cái việc di chuyển này, việc di chuyển đó, qua lại này rất là dễ các bạn. Thì nó sử dụng cái cơ chế trọng lực mà nó sẽ không dùng cái ngàm đấy, nó không kẹp vào gây hư hại cái tấm paneo của cái màn hình các bạn. Chúng ta di chuyển cực kỳ dễ đó. Các bạn có thể dễ dàng thay đổi hay là di chuyển cái góc độ của nó. Còn cái remote đây, cái remote này các bạn đặt ở giường đó, làm đèn ngủ luôn cũng được các bạn, cực kỳ đã, rất là đẹp các bạn, quá là ok đúng không ạ? Rồi, cái bài chia sẻ của mình thì mình xin dừng lại tại đây. Tổng kết lại với cái mức giá khoảng 40 đô thì mình đánh giá đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời các bạn. Banggood đang có chương trình sale kỷ niệm cái ngày 11/11 đó. Đây là một chương trình sale rất là lớn ở trên Banggood các bạn. Các bạn có thể tham khảo các cái sản phẩm khác nha. Link và cái mã giảm giá thì mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.